Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm Xe Tải. Thì hôm nay thì kênh của Bằng Tâm Xe Tải sẽ đem đến cho mọi người một cái làn gió mới. Và em sẽ đem đến cho mọi người một cái con xe đến từ thương hiệu của Daihatsu Motor với cái tên gọi là Terraco. Và cái con xe hôm nay em sẽ review cho mọi người với cái tải trọng là 2,4 tấn, thùng của nó là thùng 4,3 nha mọi người. Đó. Con xe nhìn bề ngoài với một cái vẻ đẹp rất là cứng cáp. Và đặc biệt con này là sử dụng đầu của nó là đầu vuông nha mọi người. Đó. Và tại sao nó lại mang một thiết kế đầu vuông và nó có một cái gì điều gì đặc biệt nữa, thì nó nằm ở cái động cơ, do là con này cũng sử dụng động cơ của Isuzu luôn, cho nên là nó mang một cái thiết kế theo kiểu tự tội giống như những con Isuzu luôn nha mọi người. Và đặc biệt nếu mà cạnh tranh trong cùng phân khúc á, thì cái con Zac 1,9 tấn cũng sử dụng động cơ của Isuzu luôn. Đó, em sẽ quay một vòng cho mọi người xem về cái thùng này nhé. Và nếu mà các bác thấy video của em nó hay, nó bổ ích, nó đem lại cho các bác những cái nhu cầu về nhiều dòng xe mà các bác đang tìm kiếm trên thị trường, thì hãy cho em một like và một cái đăng ký kênh để là những cái thành viên trong gia đình của Hoàng Tâm Xe Tải, để cập nhật những cái video những chiếc xe với cái giá mức tiền nó tốt nhất, nó thấp nhất, nó rẻ nhất, và có thể vay vốn mình mua xe, mình khởi nghiệp và chọn được một con xe nó ưng ý nhất. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái phần mặt ca lăng trước nha mọi người. Đây ạ. Mặt ca lăng của xe thì đây là cái logo của Terraco, và ở trên đây là cái dòng chữ Terraco nè mọi người thấy nè. Và ở dưới là cái phần lưới tản nhiệt, đây để em xem cho mọi người xem nè, nó lưới tản nhiệt. À, được mạ chrome bóng loáng luôn, quá hợp lý. Và cụm đèn của mình á là cụm đèn halogen xếp chồng, đó rất là sáng. Tuy nhiên đây cũng là một trong những cái ý theo em đánh giá là một cái, nó là một cái điểm trừ, bởi vì hầu hết những cái dòng xe hiện nay người ta đã sử dụng cái tích hợp thêm đèn resistor để giảm cái khả năng bị chá sáng cho đó người đi đường. Tuy nhiên thì cái dòng xe này do là cái giá tiền của nó, tiền nào của nấy, chỉ hơn 300 triệu là có thể lấy được một con xe này về và trả trước. Con này cũng chỉ rất là rẻ thôi, tầm 70-80 là có thể lấy được con xe này về, mà với điều kiện là các bác nào mà có cái tiềm năng kinh tế nó thoải mái nha, nó ngon lành một xíu, có nhà mình kinh doanh, có giấy chứng nhận kinh doanh này kia thì hỗ trợ vay vốn rất là cao. Còn các bác nào mà tài chính của mình không có cái giấy xác nhận kinh doanh để mình chứng minh được thu nhập á, thì chuẩn bị cho em khoảng tầm 80-90 hoặc là 100 hơn, nếu mà càng nhiều càng tốt, thì sẽ dễ dàng lấy được con xe này hơn nha. Ở trên đây thì có thêm cái gương cổ lồi là để giúp chúng ta giảm được tối đa cái khả năng điểm mù cho xe đó. Và bên đây gương của mình cũng là một gương một kênh, bên là gương phẳng, dưới là gương cầu lò luôn. Đây là cái thùng của nó, thùng của nó là thùng dài 4,3 nha mọi người. Đó. Rộng là 1,7 và cao là 1,8. Rất là cao, rất là rộng. Rồi, chúng ta nói về phần dàn chân của nó trước nha. Dàn chân của nó thì là đây là mâm này, là mâm đúc bằng sắt đó, và có 5 con tắc kê, và đi theo nó là cái cặp lớp, đây lớp của thương hiệu của Kasumina, và với thông số lớp là bao nhiêu nha, đó 6.50 13, và đặc biệt thêm một con này nữa, con này là xài cầu trước, cái trước của nó là xài nhíp nha mọi người, nó cho nên là nó dập tắt được dao động nó rất là tốt, và xài thêm một cái phục giảm chấn nữa để khi mà xe leo đèo leo dốc rất là êm. Và đặc biệt khi một hồi em nổ máy lên, mọi người sẽ thấy được động cơ nó im cỡ nào, rất là im. Đó, đây là cái dàn sắc xi của nó, và đây là cái bình dầu, bình nhiên liệu của nó nè, là bằng thép. Rồi, lớp của mình thì là lớp đôi, lớp sau là lớp đôi nè, và lớp này là lớp ga nha mọi người, nó bám đường rất là tốt.
Khi mà xe mà đi ở những cái cung đường như là ở đường Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng này kia, mình leo đèo nhiều quá là con này là khỏi bàn luôn. Cầu của mình nè, mọi người thấy nè, cầu đục làm mà nó đúc thép nguyên khối dập một lần, nó rất là to. Và nhíp của mình là nhíp hai tầng cộng phục và cộng thêm cái phục giảm chấn nữa, trước sau đi xài phục hết, rất là ok. Đây, để đi về phía sau cho mọi người thấy cái cầu của nó nè. Đi xe tải thì quan trọng là cầu đó, quá to luôn nha mọi người. Một bộ khung gầm rất là chắc chắn, một con xe quá là rẻ, chỉ trên 300 triệu là mình có được một con xe này rồi. Rồi, đây, em cho mọi người xem cái phần phía trong của thùng này nha. Đó, mọi người thấy có cái gì đó nó khác biệt đúng không? Bình thường á, ngay cái cửa này nè là nó sẽ có những chỉ là cái xương thôi, xương xương kèo thôi, nhưng mà cái này nó là được gắn luôn. À, cái inox nữa nè, bình thường nó chỉ có xương kèo này thôi nè, nhưng mà cái này nó có thêm cái lớp inox nhà máy nữa. Ở trong đây là sàn phẳng, sàn sắt có 1, 2, 3, 4, 5 cái kèo, 1, 2, 3, 4, 5 7 kèo chứ, 7 cái kèo nó, 7 cái kèo rồi. Ok, thùng rất là dài, tải hàng thoải mái luôn nha mọi người. Khá là nóng mọi người ạ. Xe đang được đậu tại bãi luôn, cho nên là các bác tài nào mà muốn có test xe hãy đến với ô tô Phú Cường để mình có được mỗi con xe ưng ý nhất, giá cả hợp lý nhất. Con xe thùng dài, giá rẻ, và đặc biệt con này nó sử dụng bộ động cơ của nó là động cơ Isuzu nha mọi người. Đây, để em lật lên cho mọi người xem. Đó, động cơ của mình là động cơ Isuzu được nhập khẩu trực tiếp, rất là khỏe. Và đây chữ Isuzu nè, 4 kỳ 4 xi lanh với dung tích của động cơ là lên tới là 2.771, là gần 2.8 lít nè mọi người. Và sử dụng turbo tăng áp 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng và theo tiêu chuẩn Euro 4 luôn nha mọi người. Một bộ động cơ rất là to, rất là khỏe. Con này là hầu như các bác tài mua về đều có những cái phản hồi rất là tích cực về con xe này. Khi mà mình đi leo đèo, leo dốc này kia là con này là thoải mái luôn, rất là an tâm. Và khi trước khi mà con này giao xe á, thì sẽ được bên đội ngũ kỹ thuật bên công ty cơ khí ô tô Phú Cường kiểm tra, chết lại tất cả mọi thứ để cho các bác tài an tâm trước khi lăn bánh. Và đặc biệt là bên em thì có thêm cái đội ngũ chuyên sửa chữa lưu động để hỗ trợ cho các bác. Và khi các bác tài nào mà yên tâm mà bị chết máy dọc đường, vẫn có được cái sự quan tâm tuyệt đối với bên đại lý xe, sẽ được hỗ trợ mình đến tận nơi để sửa chữa cho các bác, khắc phục những cái nhược điểm trên xe. Để cho các bác có tài có thể có được một chiếc xe vận hành trơn tru nhất, an toàn nhất. Vâng, thì hôm nay cái video của Hoàng Tâm sẽ kết thúc ở đây. Và các bác nếu muốn biết thêm về cái con xe nào thì hãy để lại comment ở phía dưới để em biết được các bác đang có nhu cầu về con xe nào, và em sẽ review theo đúng nhu cầu của các bác. Thì con này nó có hai màu là màu trắng và màu xanh, và có ba phiên, có các phiên bản thùng như là thùng kính, thùng bạc nè, thùng lửng nè, thùng đông lạnh nè, thùng kính dơi nè, rất là nhiều, đa dạng thể loại. Và bên em có xưởng thùng luôn để có thể hỗ trợ cho các bác đóng thùng theo ý muốn khách hàng luôn. Vâng, thì các bác nếu thấy hay hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em nha mọi người. Rồi, xin chào các bác ạ. Chúc các bác tài dạng dạng mình em đi đường an toàn, tải hàng được nhiều, kiếm tiền được nhiều, và tiếp tục đón chờ những cái video tiếp theo của em trong thời gian tới nha mọi người. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo của Hoàng Tâm Xe Tải nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.